Chào mọi người. Hôm nay mình ở quê, cho nên là mình sẽ quay một chút chỗ mình ở đây, xem nó. Đây là cái ao trước cửa nhà. Hôm nay mấy con cá đang ăn nhưng mà nó sợ lặn mất tăm rồi. Hôm nay trời xanh ngắt. Khá là nóng. Bây giờ trên mình che thì người ta chặt bớt rồi. Chứ mấy năm trước ở đây nhiều, toàn là che. Cái này là ruộng lúa nếp nhá. Cây nó to hơn cây đỗ tẻ. Cái này ao nhầm thả cá. Mùa này thì sáng sớm thì trời rất là mát, trong lành, bởi vì toàn màu xanh mà, cho nên là tầm sáng sớm là trời mát. Tùy hôm, có hôm thì mây nó xuống thấp thì nhìn đẹp. Hôm đặc biệt là những hôm trời mới mưa ấy. Thường là trời mấy mưa là nó sẽ có mây nữa này. Trời nó trong, trong vắt luôn. Còn mấy hôm trời nắng này thì trời nó cũng quang nhưng mà mây không có. Sáng sớm thì có nhưng mà nó ở trên cao, tùy từng lúc, tùy từng nơi. Bên kia là núi đất, núi đồi. Toàn bộ rừng ở trên đấy là chủ yếu là rừng tự nhiên thôi. Một số thì sẽ trồng cây thông và keo còn, nhưng mà chủ yếu là rừng tự nhiên. Còn bên hướng này nó lại là núi đá. Còn ở giữa sẽ có con sông chảy qua. Mấy chỗ dạng tre này là bờ sông, nhưng mà sông bây giờ nó bé không như trước. Cái thời mình còn bé bé thì còn tắm hơi lội tung tăng thoải mái, với lại nước nó sạch, chứ bây giờ thì nó cũng bẩn, với lại nước ít rồi, nó không như thời trước. Thường ở gần sông sẽ có những bụi tre với cả những cây vối ở đây mọc hoang, mọc tự nhiên rất là nhiều. Đây, dưới này có hàng đống cây vối này. Cây vối mà mọi người hay uống trà vối, chẳng qua trên này không uống, không dùng lá mấy, chủ yếu dùng nụ hoa thôi.
cái nụ hoa mình đem về xong mình hấp cách thử, xong mình đi phơi, xong về mình hãm mình dùng như chè. Cây vối này thì nó có tác dụng là giảm hấp thụ thức ăn đấy, giảm hấp thụ chất béo gì. Nhưng mà bình thường nếu mà uống nước của cái lá này sau khi ăn khoảng 30 phút thì nó sẽ đỡ béo hơn đấy. Nhưng mà trên mình đây dùng giả khát, chứ người ta không quan trọng là béo hay gầy. Ở trên này người ta toàn làm lông mà. Đây là quả của nó. Nhìn khá giống với kết quả cái cà phê. Nhìn lá cũng hơi giống. Cái này quả của nó là có thể ăn được. Nhưng mà nó có một tí da bên ngoài thôi, còn cái hạt nó cũng to đùng. Nó kiểu giống na ná như cái cà phê ấy. Nó cũng thơm thơm. Cái này hồi trẻ mình hay ăn, hay tắm ở sông này. Đây, xong thì trèo lên mấy cây vối này nhảy xuống tắm, xong là vặt về ăn. Nhưng bây giờ không, con thời này thì nó không chơi mấy trò đấy rồi. Có vẻ sai quả đấy. Mình sẽ vặt vặt vài chùm về để cho con cá nhà chấm nhà mình nó ăn. Bởi vì cái cây này là con cá chấm cỏ nó hay ăn. Sẽ vặt ít. Chỗ này toàn cỏ này, thích hợp để thả bò lắm. Đây, gọn. Này, lác đác những ruộng nếp. Còn đây là ruộng tẻ, lúa tẻ. Mình về đây, hẹn gặp lại nhá.